Video ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về quy hoạch 2030 của huyện Krông Bắc của tỉnh Đắk Lắk, có diện tích là 625,81 km². Nói về vị trí địa lý thì chúng ta thấy là phía đông giáp với huyện Ea Kar, phía tây giáp với thành phố Buôn Ma Thuột, tây bắc thì giáp với huyện Cư M'gar, phía nam giáp với huyện Krông Bông, phía tây nam giáp với huyện Cư Kuin và phía bắc giáp với thị xã Buôn Hồ. Quy hoạch huyện Krông Bắc bao gồm thị trấn Phước An và 15 xã. Huyện có thế mạnh là diện tích đất đỏ ba gian để phát triển cây cà phê. Đây là một trong những nơi đầu tiên được du nhập cây cà phê với đồn điền Kaya do người Pháp xây dựng. Huyện Krông Bắc có các tuyến giao thông trọng điểm chạy qua như là quốc lộ 26, tuyến tỉnh lộ 9 và tuyến DT12 với nhiều tuyến đường giao thông liên huyện, liên xã. Trong thời kỳ 2021 đến 2030 thì huyện cũng sẽ đầu tư xây dựng và mở rộng một số tuyến đường mới. Thì cả nhà có thể kéo thanh trượt này lên xuống để xem hiện trạng và quy hoạch 2030 nhé. Quy hoạch sử dụng đất đến 2030 của huyện Krông Bắc thì chúng ta thấy đất nông nghiệp thì có 47.867,36 ha, đất phi nông nghiệp là 14.609,20 ha, đất chưa sử dụng là có 99,39 ha. Nói về diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong thời kỳ quy hoạch thì chúng ta thấy là đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 5.729,64 ha, chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp là 959,89 ha. Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, chuyển sang đất ở là 22,32 ha. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích như là đất nông nghiệp là có 346,48 ha, đất phi nông nghiệp là 83,91 ha. Đây là những khu vực có màu vàng này là đất nông nghiệp. Còn những khu này là đất phi nông nghiệp thì trong đó có đất ở là đất phủ màu hồng tím. Thì cả nhà có thể quan sát trên quy hoạch 2030. Rồi mình cùng xem một số khu vực. Đó, đây là khu trung chuyển hàng hóa. Bên cạnh đó thì mình có đường cao tốc Nha Trang Buôn Ma Thuột. Kéo dài sang bên phía bên này thì mình thấy có đường Hồ Chí Minh, Đặng Tránh phía đông tỉnh Đắk Lắk. Mình cùng di chuyển chậm để xem những tuyến đường xung quanh nhé. Phía bên này thì mình thấy đây là đường tránh quốc lộ 26. Và mình cùng di chuyển xem một số khu vực nữa. Để biết thêm chi tiết thì cả nhà có thể truy cập ngay vào website Guland để tra cứu quy hoạch 2030 của huyện Krông Bắc và những tỉnh thành khác. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.